Hello mọi người nha, mình hôm nay mình đi show ở Bến Tre nha mọi người. Vừa tới nơi luôn là mình làm clip cho anh chị em xem luôn. Bên mình tỉnh thành nào cũng nhận phục vụ nha, cho nên là nếu như anh chị em ở miền Tây hay là các tỉnh thành nào đó có nhu cầu thì mình sẽ nha. Giờ mình vừa tới Bến Tre luôn, giờ mình vô đây luôn nha mọi người. Huyện Thạch Phú nha mọi người, Bến Tre huyện Thạch Phú. Huyện Thạnh chứ, huyện Thạnh Phú. Mình là Nam là 30 đúng không? 28. Đây là cái đám ngày mai mình làm nha mọi người. Em chạy lên một phút nữa. Bến Tre nha mọi người, miền Tây. Nhìn rất là hoành tráng nha các bạn. Anh chị em có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại ở dưới để đi các show các tỉnh miền Tây nha các bạn. Vừa tới nơi luôn các bạn ơi, mệt quá, đi 7 tiếng đồng hồ mới tới được Bến Tre. Nói đi chứ, bình thường đi chứ.